Rồi mến chào các bạn, ba chiếc xe này gì quên rồi, ATV. ATV hàng Trung Quốc mà bãi nội địa Nhật. À, nói cho chính xác, có nghĩa là hàng này nó là xuất xứ từ Trung Quốc nhưng mà nó lại được nhập khẩu qua bên Nhật và người Nhật họ xài xong rồi họ vứt ra bãi rác, nhập khẩu về Việt Nam. Nói thẳng ra như vậy cho gọn đi. Đó, thì nói chung hồi xưa thì khi mà ra bãi rác thì lụm về những chiếc xe đẹp hơn. Bây giờ thì lụm những chiếc xe không đẹp bằng hồi xưa. Nhưng mà nói chung mang về Việt Nam thì còn xài tốt, bởi vì các bạn biết sao, hàng Trung Quốc mà xuất Nhật lúc nào cũng chất lượng hết á. Các bạn thấy mấy ốc ác đồ đó nè. Đó, nhìn đẹp chưa? Wow, sáng loáng luôn, 3 số 7, máy đang nổ luôn chứ. Ô, làm một nhúng nhúng ngon vậy ta. Như chiếc này động cơ nó bao nhiêu mã lực? Bao nhiêu phân khối? Đấy đó, chậm anh. Chậm phân khối hả? À, thắng đĩa đàng hoàng. Nó có vi sai không ta? Cái dây mã dây này là công tơ nó nối vô cục này nè, đúng không? Nối vô cục này nè. Ok chứ. Máy nổ ngon. Ok. Chiếc này mình mới bọc lại hả? Về nó thiếu. Ủa sao xe thấy có cái yên? À, làm bằng nào làm trật cái vuốt vậy? Mình bỏ đâu đây hả? À, bình xăng này rin không chế hay chế xăng đó xăng này nè bình xăng này hả? À, chế chế. Ủa đề nó đây hả? Ờ đúng rồi, đề nó. Rồi con này nổ luôn. Ôi rồi xong rồi. Rồi làm vòng đi. Dè đâu được có số dè không? Wow, có số dè luôn ta. Vòng xuống kia hả? Hay vòng lên đây. Dè kia kìa. Wow. Ôi, ghê quá ha. Ôi, chạy ghê chứ. Cẩn thận. Cẩn thận xe cổ, chạy cặp cặp trong này nè. Biết không, chạy cặp cặp trong trụ điện kìa, địa hình mà. Trời. Xe nó vứt vô tới đây luôn. Rồi, chiếc kia, ồ, chiếc ngon quá. Quá ngon. Có số dây không? Có luôn. Đâu? Wow, chạy xuống kia kìa. Dè luôn xuống kia kìa. Đó. Trời, luôn. Ôi, chết mẹ rồi, gãy bánh trước rồi. Hả? À, kiểu nó vậy hả? À. Ồ, ôi, à kiểu lạ đời ta, ôi, kiểu lạ đời quá, à thì ra xe địa hình nó chạy kiểu lạ lùng ha. Tiếp con này nổ không? À, thử coi. Xe nhiều quá ấy, chạy cẩn thận. Cú quẩy rồi.
Trời ơi, ghê mày. Xe bớt ghê quá. Thôi được rồi, càng chạy càng nguy hiểm. Thôi được rồi, càng chạy nguy hiểm, chạy chiếc này qua sắp thẳng hàng luôn, chụp hình cho nó đẹp rồi. Sợ quá, hút đít quá. Sợ hút đít quá. Như này còn chiếc nữa hả? Còn chiếc nữa hả? Vài chiếc. Bốn chiếc mà. Chiếc, còn chiếc nữa đâu rồi? Như này mình bán sỉ, bán lẻ. Sỉ lẻ đúng rồi đó. À, đúng giá là bán không? À, được giá là bán hả? Được giá là bán rồi hả? À, ồ, sắm hàng nhìn nó cũng đẹp chứ ha. Như này mình có biết khoảng nhiêu tiền chiếc không? À, có gì gọi điện cho ông chủ hả? Ủa, mình không phải là chủ hả? Con ông chủ mà không biết. Thằng cháu còn biết mà. Cháu hỏi cháu ai, nói cháu ông Nông Cơ Long mà. Hả? Nói cháu Nông Cơ Long mà. Đây Nông Cơ Long các bạn nha. Nông Cơ Long nè, Long Khánh nè, nghiêm chỉnh đàng hoàng nè. Họ chuyên bán các loại nè. Số điện thoại là 0913850654. 0913850654 nha bạn nha. Nông Cơ Long chuyên máy cày đồ các loại nha. Anh ơi, tay rung quá. Cười cái gì? Đó, các bạn thấy không? Cái này mình có báo giá không anh? Không hả, để bán sỉ và lẻ hả? Tay em rung quá, giờ cầm viên cầm điện thoại rung ghê luôn á. À, chiếc nào nấy ngon lành cành đào ha, đề đóm đồ nghiêm chỉnh ha. À, à, không lên ga không nổ được. Rồi các bạn nào có nhu cầu cứ việc alo với ông chủ ha. Chà, sắp ba chiếc nhìn nó đẹp như là mơ, quá đẹp. À, đây là mã số A23, A28, rồi không có mã số. Rồi cái này về chà lên, lấy nhám chà lên, chà cho sạch sẽ xong cái bắt đầu cái lấy keo, mua chai keo mà chai keo chai keo mà nó bán chai lon sơn su lon keo phun á, mình phun lên cái là nhìn nó bóng ngáo lên, nó đẹp liền ngay lập tức đó. À, thân đĩa hết ha, nói chung chung quy thì nó cũng như nhau. Con này thì động cơ 3 số tới 1 số mo và số ve. À, con này thì nòng 49cc ha. Rồi con này thì con này nòng nhiêu cc em? Cũng 3 tới 1 ve, chắc cũng 49cc quá. Ha? Riêng con này 100cc đúng không? Con này 107cc. Wow, lớn. À, con này với con này chung nè. À, con này với con này chung máy nè. Hai con này chung máy nè, y chang nhau nè. Đúng rồi, hai con này 49cc nè. 49, con này 107cc. Hai con đó 50. Rồi,
anh em nào có nhu cầu cứ alo ha. Rồi, mến chào các bạn.